Thời gian chúng ta không còn nhiều nữa, nhanh tháo ra đi. Một giá y đẹp như vậy, nay lại muốn tháo nó ra. Giờ cũng chỉ mong cách này có thể có hiệu quả thôi. Tuy Cúc, tin ta đi. Bắt tiệp, thấy y phục như thấy người. Bắt tiệp, ta thực nhớ ngài. Ngài sẽ không chết. Ngài đã hứa với ta sẽ quay lại. Người trên đời đều phải chết, sợ bắt tiệp cũng không ngoại lệ. Quý không cần dùng chuyện này để đến lừa ta. Dù Tấn Dương có hàng ngàn lý do muốn giết ta, ta cũng không nghĩ ra vì sao ngài muốn giết Trấn Bắc Dương. Giết Dương Tử, âm mưu làm phản, những lý do này còn không đủ sao? Xính Đình, anh hùng của muội đã chết rồi, tất cả đã kết thúc rồi. Muội từ bỏ đi, rời khỏi biệt diện Đông Sơn, đi theo ta. Muội, ta và Đông Trước, chúng ta đánh đàn luyện kiếm, đấu ngựa, quay về những ngày tháng trước kia. Bắt tiệp, ta không tin lời của nãy nói. Cô đã nhất định theo dệt nên để lừa ta. Ngài nhanh về đi. Ngài còn chưa được ăn bánh hấp ta làm, sao ngài có thể chết chứ? Dương Tử, Dương Tử nào? Ý của huynh là Dương Tử Trương Quý Phi sinh? Nương nương cẩn thận, Quý Phi đó không hề mang thai. Nhưng mà bụng của cô ta lại to. Xích Đình, ta biết giữa muội và Sở Bắc Tiệp còn có chuyện cũ, nhưng hắn đã đi rồi, muội không cần đau lòng nữa. Nhớ lại những ngày tháng vui vẻ của chúng ta lúc trước, rời khỏi chúng đau thương này, Sở Bắc Tiệp đối tốt với muội chỗ nào? Dứt bỏ mình muội, ở lại biệt diện Đông Sơn, đối mặt với hung hiểm của bầy lang sói, vĩnh viễn đều xếp muội sau giả tâm của hắn. Thiếu gia, Quynh bây giờ Xính Đình còn dám tin sao? Muội cứ xem đây là một giấc mộng đi. Giờ trời sáng rồi, mộng cũng tan. Muội cũng nên quay về làm lại Xính Đình trước kia thôi. Tha thứ cho trời sinh Xính Đình đa nghi, không thể tin thiếu gia. Thiếu gia, dám cược với Xính Đình một ván cược không?
Muội muốn cược gì với ta? Ta phải gửi đến doanh trại thăm dò tin tức, đi về cần thời gian 2 ngày. Nếu tin tức truyền về là Sở Bắc Điệp chưa chết, thì thiếu gia phải lập tức lui quân. Nếu tin tức truyền về là ngài ấy đã chết, thì Sính Đình sẽ cùng thiếu gia rời đi. Phò mã, tuyệt đối không thể. Thân phận của ngài tôn quý thế nào, bí mật đi như vậy càng sớm rời khỏi càng tốt. Đến nay chênh lệch mạnh yếu, bắt sống bà Sinh Đình là được rồi, hà tất phải đợi 2 ngày nữa. Nếu Sinh Đình của ta vẫn chưa từ bỏ, thì ta chỉ có thể đợi thôi. Muội đấy, xem ra là không đâm vào tường thì không muốn quay đầu. Muội muốn 2 ngày. Được, ta cho muội 2 ngày. 15 năm cũng đợi được rồi. 2 ngày này có là gì? Giờ này 2 ngày sau thì sẽ biết kết quả thôi. Để đến lúc đó chính là lúc ta đưa muội rời đi. Đa tạ thiếu gia. Lui quân. Dương Phi, Dương Phi, bà tỷ tỷ không sao chứ? Dương Phi, Dương Phi à, dìu ta vào, mau, mau lên. Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Ta không sao. Ta muốn một mình yên tĩnh. Được. Tỷ tỷ. Bắc Điệp, Bắc Điệp, Bắc Điệp, Bắc Điệp. Ta hiểu rồi. Sao vậy tỷ tỷ? Tỷ lại nói bậy gì vậy? Nào, trước tiên Hà Hiệp và Bệ Hạ đã dùng cái điều hổ ly sơn. Bệ Hạ điều Dương gia về cung, đại quân Bạch Lang đến giết ta. Nhưng chúng ta đều quên mất Trương Quý Phi. Dương gia về cung, Trương Quý Phi hãm hại Dương gia. Hà Hiệp biết được Dương gia có thể sẽ chết, nên đương nhiên quân ấy không cần phải giết ta. Hà Hiệp mới tự mình dẫn giúp quân Bạch Lang thứ hai lên núi, mới rộng lượng giao hẹn 2 ngày với ta như vậy. Bệ hạ tốn công sức lớn như vậy để tìm Dương gia về, nếu giết Dương gia như vậy thì đây là chuyện lợi bất cập hại. Bây giờ chỉ là không biết bệ hạ có gì chuyện của Dương tử mà Long Nhan nổi giận mất đi lý trí không, và Dương gia có gặp phải nguy hiểm không. Đuôi cúc, muội còn nhớ muội nói Trương Quý Phi không giống người có thai không? Lúc đó ta bắt tay cô ta, liền sờ được mạch của cô ta. Nhưng mà mạch tượng cô ta hình như không giống một người đang mang thai. Sau đó ta nghĩ lại, mạch tượng đó ta sẽ không bắt nhầm được. Trương Quý Phi nhất định không phải người có thai. Nếu Trương Quý Phi mang thai giả, thì cái gọi là Dương tử là đến từ đâu? Chắc chắn trong này có bí mật cung đình động trời.
Mà Dương Tử này tuyệt đối cũng không phải là con ruột của bệ hạ. Nếu đã không có Dương Tử thì làm gì có tội phản? Mạc Nhiên, Dương Phi, ta muốn ngươi lập tức vào cung diện kiến, bẩm báo bệ hạ chuyện Trương Quý Phi giả mang thai Dương Tử, xin bệ hạ trích máu kiểm thân. Dương Phi, phía Hà Hiệp thì làm sao? Không có ai sẽ ngờ chúng ta có thể biết được chuyện này. Hà Hiệp vô cùng tự phụ. Nếu hắn và ta đã có giao ước, hắn bằng lòng đợi thì sẽ không gây rối. Ngươi đến kinh thành điều tra tin tức, dù có kịp quay về cứu chúng ta hay không, ngươi nhất định phải cứu Dương gia trước. Tuân lệnh Dương Phi. Mạc Nhi lập tức vào cung diện thánh. Đợi một chút, tuyệt đối phải cẩn thận. Dân, tỷ tỷ à, có kịp không? Dương gia ở trong cung có phải gặp nguy hiểm rồi không? Không, không đâu. Ngài đã hứa với ta sẽ quay về. Ngài còn nói muốn cùng ta ra biên cương, cách xa phàm trần. Ngài sẽ không phụ ta đâu. Tuy cúc, ta tin Bắc Tiệp ca ca của muội, muội cũng phải tin ta. Ta thực sự muốn yên tĩnh một mình. Muội chuẩn bị giúp ta chút thức ăn. Hai ngày này chúng ta phải giữ tinh thần, đợi Dương gia quay trở về. Được, vậy ta đi ngay. Xin đương phục lai quy, tử đăng trường tương tư. Nguyện như sao như trăng, đêm đêm chiếu sáng tỏ. Dương gia, trăng sao chỗ ngài cũng sáng trong thế này sao? Thiếu gia, làm như vậy có phải tàn nhẫn quá rồi không? Tình cảm 15 năm, ta đã tận tình tận nghĩa,
Để lại cho muội ấy hai ngày còn không nhân từ sao? Không phải, Đông Trước không có ý này. Thiếu gia, rõ ràng có thể không cần để tỷ tỷ tự mình đi điều tra. Vì sao nhất định phải tàn nhẫn như vậy? Muốn để tỷ ấy tự xác nhận tin tức này, sớm đưa tỷ ấy đi như vậy không phải được rồi sao? Sớm đưa muội ấy đi, có thể đưa đi sao? Ngươi hiểu muội ấy mà, không phải tin tức tự muội ấy muốn xác nhận, muội ấy sẽ không tin. Để người muội ấy tin tưởng đưa tin sợ bắt tiệp đã chết trở về, cho muội ấy thời gian hai ngày đi, để muội ấy sau khi hy vọng thì tuyệt vọng đi. Thiếu gia, Đồng Trước, ngươi biết không, từ khi Dương phủ bị chôn vùi đến nay, ta đợi Sính Đình quay về, đợi muội ấy hết hy vọng với sợ bắt tiệp, đã đợi rất lâu rồi. Đợi thêm hai ngày nữa thì có là gì? Cứ đợi đi. Đừng đóng, gió thổi thì đầu óc mới tỉnh táo một chút. Bạch tỷ tỷ, nay không rõ tung tích của Dương gia, tỷ nếu bị nhiễm lạnh, bị thương đứa con nữa thì làm sao mà được? Muội yên tâm, bắt tiệp ca ca của muội sẽ quay về. Hay là muội bắt mạch cho ta, xem thử trong bụng ta là con trai hay là con gái. Được. Tỷ tỷ à, ta cũng không dám nói mò, nhưng ta nghĩ chắc hay vẫn đừng nói, vẫn nên đợi đứa bé sinh ra rồi biết. Vậy ta không nói mò nữa. Nếu sinh bé trai, ta và Bắc Tiệp, một người dạy nó múa kiếm, một người dạy nó đọc sách. Nếu sinh bé gái thì sao? Nếu là con gái, ta sẽ dạy nó đọc thơ, thưởng hoa, thêu thùa, sau này có thể may chiến bào cho phu quân của nó. Dù là nam hay nữ đều được. Để đến lúc lớn lên 4-5 tuổi, có lẽ ta và Bắc Tiệp sẽ đưa chúng đi tìm một nơi tốt đẹp để trông chừng chúng lớn lên. Đợi chúng lập gia đình thì ta và Bắc Tiệp uống rượu, ngắm mặt trời mọc, đánh đàn nước chiều tà. Lúc ngày ấy rảnh rỗi thì có thể cày ruộng, còn ta ở bên cạnh dệt vải may áo cho ngày ấy. Thật hạnh phúc. Nếu ban đầu ta không vào phủ Kính An Dương thì tốt biết bao. Tỷ tỷ à, phải rồi, các tướng sĩ đóng quân ở hậu viện ngày mai có còn lương thực dự trữ không? Vẫn còn lương thực dự trữ, nhưng mà hết sao với thịt rồi. Nói đến cái này, hôm nay ta vốn muốn hầm đương quy với táo đỏ cho tỷ tỷ, nhưng mà ta đến nhà bếp xem một chút, ngay cả đương quy cũng hết rồi. Mọi người có thể ăn no là tốt, ta chịu đựng thêm hai ngày cũng không sao. Tỷ tỷ, muộn như vậy rồi ai gõ cửa? Đây là ý gì? Phò mã nói đợi thêm hai ngày thì hai ngày, không thừa không thiếu. Phò mã còn nói để hai ngày này các người ăn ngon uống khỏe, nghỉ ngơi cho tốt, tuyệt đối không được xảy ra rắc rối. Nếu không, thuộc hạ của phò mã vô tình. Phi giao thứ này cho Bạch cô nương. Đây là cái gì? Cô ấy nhận rồi khắc biết. Đồ đã giao rồi, không tiện làm phiền thêm. Cáo từ.
Ta dùng tình cảm 15 năm này để lừa huynh ấy. Huynh ấy dùng tình cảm 15 năm này để dụ dỗ ta. 15 năm rồi, chúng ta đều đã thay đổi. Bệ hạ có chỉ, Sở Bắc Tiệp có ý đồ mưu hại Dương Tử, sát hại Dương Tử vì tội mưu đồ phản nghịch, chết chẳng lần khó tha. Đệ lệnh hai ngày sau đưa ra pháp trường, trảm đầu thị chúng. Khâm chỉ. Sở Bắc Tiệp, ngươi còn không mau tiếp chỉ. Tổng quản, ngươi ở bên ngoài, ta ở bên trong, tiếp chỉ làm sao đây? Sở Bắc Tiệp, giờ có thể tiếp chỉ rồi chứ? Ngươi làm gì vậy? Sở Bắc Tiệp, ngươi muốn làm gì? Người đâu? Mau đến đây. Đừng qua đây. Đừng nhiều lời. Muốn sống thì đừng cản đường ta. Nhanh lên, ngăn hắn lại. Ngăn hắn lại. Khởi bẩm bệ hạ, chuyện lớn không hay rồi. Sở Bắc Tiệp vượt ngục tháo chạy rồi. Cái gì? Đang y đang lành nhốt ở trong ngục, sao lại chạy ra được? Giờ đã bắt về được chưa? Mạc tướng đã phái người đi bắt, chỉ là võ công Sở Bắc Tiệp cao cường, thủ vệ trong ngục vừa chết vừa bị thương, thật sự thần không ngăn lại được. Hơn nữa Sở Bắc Tiệp còn vô cùng kiêu căng, vậy mà dám để lại chữ trên tường. Để lại chữ? Để lại chữ gì? Nhanh nói. Sở Bắc Tiệp để lại chữ nói: âm mưu Trương thị chưa chết, bệ hạ bảo trọng. Ngươi lui xuống, lập tức phong tỏa tin tức cho ta. Tuyệt đối không thể để chuyện Sở Bắc Tiệp chạy thoát truyền ra ngoài. Đi nhanh. Dân, bệ hạ, đợi đã. Quả nhiên còn có một chuyện giao cho ngươi làm. Bố trí mai phục trên đường đến Đông Sơn. Nếu gặp được Sở Bắc Tiệp thì chỉ có thể bắt, không được giết, không được nhắc đến chuyện Đông Sơn. Ngoài ra, nhanh chóng truyền tin Trấn Bắc Dương đã bị trảm cho Hà Hiệp. Ngươi lập tức dùng bộ câu đưa thư cho thần mâu của Long Hổ Doanh. Mạc tướng tuân lệnh. Bệ hạ, bệ hạ sao vậy? Bệ hạ, người đâu? Người đâu? Bệ hạ, người đâu? Mau tới đây. Thái y. Một tháng sau chính là sinh thần của Dương gia. Xin đình đợi ngày đó có thể ăn mừng tẩy trần cho Dương gia. Muốn tặng cho Dương gia một món quà lớn. Ping Ting, xin đình, đợi ta.
Thần Mâu tuân lệnh hành sự, mạo phạm rồi. Dương gia xin lượng thứ. Dương gia đừng phản kháng nữa, giơ tay chịu trói đi. Chúng ta đã bố trí thiên la địa võng, vẫn nên đừng làm khó các huynh đệ. Thần Mâu, bệ hạ muốn bắt ta, bắt tiệp không dám không tuân. Ta không nhẫn tâm ra tay với các huynh đệ vào sinh ra tử, chỉ là khẩn cầu đợi ta xác nhận người nhà không sao, ta liền buông tay chịu trói, theo ngươi đi gặp bệ hạ xin tội. Dương lệnh khó trái. Dương gia, chuyện này không do ta quản được, vẫn nên đi cùng huynh đệ đi. Nếu đại nhân không châm trước, vậy thì bắt tiệp chỉ đành đắc tội. Ngày quay về, ta muốn tặng nàng ấy một món quà. Dương phi thật hạnh phúc được đích thân Dương gia đến mua đồ. Nhanh, nhanh lên, nhanh lên. Dương gia tha tội. Dương gia, chớ làm khó huynh đệ. Ngươi làm gì vậy? Bà tướng thực sự không muốn nhìn thấy hai vị tướng quân đánh nhau. Các người nhớ kỹ, mọi chuyện đều chưa có kết luận. Ngày vẫn là trứng bắt dưa của chúng ta như cũ. Phải chăm sóc thật tốt. Dân, công công, hôm nay bệ hạ đỡ chưa? Vẫn như cũ. Đi. Phùng tổng quản, bệ hạ, Lý Thái Y tới chẩn mạch cho người. Khấu kiến bệ hạ. Đứng dậy đi. Vâng. Xin cho Di Thần chẩn mạch cho bệ hạ. Qua đây đi. Dân. Sao rồi, bên đó vẫn chưa có tin tức? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không được nói bậy, để nương nương nghe thấy lại phạt ngươi đấy. Nương nương, có tin chưa? Mạch tượng này ngược lại không có trở ngại gì lớn. Sau khi kê thuốc uống vào thì nương nương có thể an ổn ngủ rồi. Ta cần thuốc này có tác dụng gì chứ? Chỉ cần có ngươi thì ta có thể bớt buồn rồi. Nương nương xem trọng Di Thần như vậy, Di Thần chắc chắn vì nương nương nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ.
Lời này thật dễ nghe, sao lòng ta vui vậy chứ? Di thần nhất định sẽ khiến nương nương được như ý nguyện. Hôm nay có phải bệ hạ phải bắt mạch theo lệ không? Nghe nói bệ hạ hôm nay lại nôn ra máu rồi. Đây là một cơ hội tốt hiếm có. Ta chỉ cần thừa gió bẻ măng, biến chuyện này thành lẽ đương nhiên, người khác sẽ không nghi ngờ đến chúng ta được. Như vậy nương nương không phải là thuốc đến bệnh lui rồi sao? Vậy ta đợi thuốc này của ngươi. Giờ ngươi đi đi, để bớt đêm dài lắm mộng. Nương nương, đêm nay người vẫn không ngủ được sao? Không ngủ được. Hay nô tỳ nấu canh an thần cho người? Không cần đâu, không bằng tìm chuyện để làm. Chuẩn bị đồ xong chưa? Xong rồi, mọi chuyện đã làm theo dặn dò của nương nương. Đi lấy nó đến đi. Thế nào? Có tư thái của Thái hậu chứ. Bái kiến Thái hậu nương nương. Trên đại điển Thái hậu, dung mạo của nương nương nhất định có thể làm chấn động triều đình. Dũng, bổn cung chỉ nghĩ giống như những nữ nhân bình thường sống một đời, có phu quân coi ta như châu báu, có đàn con vui đùa dưới gối cả ngày. Ai ngờ hôm nay ta lại đi đến bước này. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, sao lại là người?
Không phải quả nhân, quý phi còn cho rằng là ai? Bệ hạ đến sao không thông báo một tiếng? Thần thiếp còn cho rằng là thích khách. Thích khách? Quả nhân còn chưa bị giết chết, quý phi thất vọng rồi sao? Bệ hạ, sao thần thiếp dám có suy nghĩ đại nghịch bất đạo đó? Thần thiếp là sợ hãi. Quý phi nàng có biết vì sao cha nàng đi rồi mà nàng vẫn có thể sống đến hôm nay không? Cha phạm tử tội liên lụy cửu tộc, thần thiếp có thể sống đến hôm nay đương nhiên là bệ hạ thương con thơ, sợ con thơ mất mẹ. Dương tử là con của quả nhân sao? Bệ hạ, tiểu dương tử đương nhiên là huyết mạch của bệ hạ, là thần thiếp mang thai 10 tháng sinh ra. Người xem, nó giống bệ hạ biết bao. Chuyện đến nước này, ngươi còn không thừa nhận? Thần thiếp phải thừa nhận chuyện gì? Thần thiếp suốt cuộc đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì? Bệ hạ hiểu nhầm thần thiếp rồi. Hay cho điệu bộ kiên trinh, ngươi xem quả nhân là trẻ con, cũng đừng trách quả nhân vô tình với ngươi. Ngươi cho rằng không có mưu kế của quả nhân thì Lý Thái Y dám bừa bãi với ngươi ở cấm địa hậu cung sao? Từ khi Trương Thượng Thư thúc ép tiểu nhân làm loại chuyện khi quân phạm thượng này, tiểu nhân ngày ngày ăn ngủ không yên, lương tâm dày dò. Tiểu nhân từ nhỏ cùng mẹ nương tựa nhau mà sống, nhưng Trương Thượng Thư đó phái người đến quê thần trong chừng mẹ già 80 tuổi của thần. Lúc đó lòng thần rối loạn, chỉ đành mặc người sắp đặt, cuối cùng chuốc lấy sai lầm lớn. Đến nay Thượng Thư chết đi, thần mới bẩm báo sự thật cho bệ hạ. Tiểu nhân biết sai rồi, xin bệ hạ khai ân, tha cho tiểu nhân khỏi chết. Biết sai là tốt, ta có thể tha cho ngươi. Nhưng mà ngươi phải giúp ta. Quý phi nương nương vẫn do ngươi chăm sóc như cũ. Màn kịch này nếu đã diễn rồi thì ta muốn xem đến cuối cùng. Hắn là người của quả nhân. Chuyện thai giả quả nhân đã biết từ lâu, chỉ là muốn xem ngươi diễn thế nào thôi. Không ngờ dâm phụ ngươi vậy mà còn dám dạo biện. Không, không thể nào, không thể nào. Bệ hạ, bệ hạ à, Lý Thái Y đó du oan cho thần thiếp. Thần thiếp không có làm chuyện có lỗi với bệ hạ. Hắn nhất định muốn lập công nên du oan hãm hại. Xin bệ hạ minh xét. Minh xét? Còn minh xét thế nào? Có muốn mang chuyện ngươi hẹn hắn ngày nào tháng nào rõ ràng cụ thể liệt kê ra hết không? Ngươi không chê mất mặt nhưng quả nhân chê. Đây chính là kết quả của minh xét. Mọi chuyện quý phi làm quả nhân nắm rõ như lòng bàn tay. Người cấu kết ngoại địch, tàn hại dương tử, hãm hại trung thần, những tội này đủ để lăng trì ngươi hàng triệu lần. Quá ra gì bệ hạ cũng biết, chỉ là luôn giả vờ như đang xem kịch, xem ta nhảy nhót mà thôi. Giờ quý phi vẫn chưa tính là hồ đồ,
chưa coi là hồ đồ. Ta quá hồ đồ rồi. Trăm tính ngàn tính, nhưng lại không tính ra được lão hồ ly người. Đến giờ đã được như ý người rồi. Không sai, những chuyện này đều do ta làm. Ta không hối hận, không làm cho tuyệt hơn, mà lại để cho ngài có cơ hội túm lấy cán thôi. Từ khi nhập cung, các người khinh thường ta, làm nhục ta. Ta chưa có một ngày không mong các người chết quách đi. Tốt nhất người giết ta đi, vì chỉ cần ta sống thì ta sẽ nghĩ hết mọi cách để đưa người vào chỗ chết. Quả nhân đột nhiên nhớ ra, vì sao muốn giữ lại ngươi rồi. Từ sau khi Dương Hậu quy tiên, thâm cung này vắng lặng, không khí trầm lắng. Quả nhân cảm thấy quá nhàm chán. Duy chỉ có nhìn thấy ngươi bị dục vọng cắn nuốt, dùng dễ như cá rời khỏi nước, thậm chí không tiếc cả bộ dạng thiếu tự trọng, mới cảm thấy những ngày tháng này sống cũng có chút thú vị như thế. Ngươi tự kêu tài mạo hơn người, cảm thấy Dương Hậu về trời rồi thì hậu vị tức là của ngươi. Nhưng tuyệt đối ngươi chưa từng nghĩ, quả nhân lại khăng khăng sắp phong một cung nữ, ngay cả sách dạy cho ngươi cũng không xứng làm hậu. Quả nhân chính là muốn để ngươi hiểu, ngươi ở trong mắt quả nhân chẳng qua chỉ là một tên hề đeo xiềng xích nhảy nhót thôi. Quả nhân bảo ngươi nhảy thì phải nhảy, quả nhân muốn ngươi chết thì phải chết. Nếu đã như thế, tên hề thần thiếp đây đột nhiên nhớ đến một chuyện thú vị, vẫn chưa nói cho bệ hạ. Dương hậu muội muội mà người luôn yêu thương, vì quá đau buồn mà chết sao? Bệ hạ thực sự cho rằng như vậy sao? Dương hậu đương đương cao cao tại thượng của chúng ta, cô ta không phải quá đau buồn gì đó mà chết đâu. Cô ta là bị ta đè ngột mà chết. Lúc người biết cô ta chết thảm biết bao không? Trước lúc chết, cô ta đau đớn vùng vẫy, nhưng ta không cho cô ta thoải mái, vì chỉ cần cô ta không thoải mái, ta mới thấy thoải mái. Ngươi, ngươi lòng dạ độc ác. Quá ra bệ hạ cũng biết đau khổ sao? Nhưng người dù ban ta chết cũng chẳng có ích gì đâu. Cô ta chết rồi, cô ta chết rồi. Ngươi là kẻ điên. Ta là kẻ điên. Ta sớm đã điên rồi, là bị các người ép cho điên. Ngươi có tin quả nhân giết chết ngươi bây giờ không?
thần thiếp tạ bệ hạ ban chết, có thể khiến Dương Thất Tư Mã Đại Tấn, nhà Tư Mã Đoạn Tử Tuyệt Tôn không người nói dối. Thần thiếp chết cũng rất đáng, chết cũng thản nhiên. Người cho rằng nhà Tư Mã không có người nói dối sao? Ta cũng nói cho người một bí mật, Sở Bắc Tiệp hắn không phải họ Sở, mà họ Tư Mã là đệ đệ ruột của trẫm. Người không thể nào, không thể nào. Quả nhân già rồi không sinh được con, nhưng Sở Bắc Tiệp còn trẻ, nhà Tư Mã sẽ không tuyệt khẩu. Còn ngươi giữ cả đời lại cho quả nhân ngu vui, muốn dày dò ngươi thế nào thì dày dò ngươi như thế. Ngươi muốn chết đúng không? Thế thì đợi ngày chôn chung với quả nhân đi. Người đâu? Có. Trông coi, quý phi nương nương cẩn thận cho quả nhân, để cô ta sống cho quả nhân. Nếu cô ta chết thì các ngươi cũng chôn chung theo đi. Rõ bệ hạ. Người lừa ta, người cố ý lừa ta. Nương nương cút đi. Tư Mã Hoằng, Tư Mã Hoằng, Tư Mã Hoằng, người giết ta đi. Tư Mã Hoằng, người giết ta đi. Người phải sống cho trẫm, chỉ có như thế người mới có thể nếm được mùi vị sống không bằng chết. Dương hậu, quả nhân xin lỗi nàng. Nếu quả nhân luôn ở bên cạnh nàng, sao nàng có thể bị kẻ gian hại? May mắn kẻ đầu sỏ đã bị đền tội, nàng có thể an nghỉ rồi. Bệ hạ, hắn nói quý phi mang thai giả, hắn muốn trích máu nhận thân. Dâng, vì Trấn Bắc Dương, tên phó tướng Sở Mặc Nhiên này quỳ ở đại điện, dù chết cũng quỳ ở ngoài. Xin bệ hạ trả lại sự trong sạch cho Dương gia nhà hắn. Hắn còn nói giờ Hà Hiệp đã bị bao vây, biệt diện Đông Sơn, giao hẹn với Dương phi trong 2 ngày. Nếu Trấn Bắc Dương không xuất hiện thì Hà Hiệp sẽ đưa Dương phi đi. Bệ hạ, giờ sắp đến thời gian hẹn rồi, nếu còn chậm trễ nữa e là không cứu được Dương phi rồi. Chuyện liên quan đến Dương tự, chuyện này quan trọng, há phải là trò trẻ con. Để hắn đợi đi. Tuân chỉ. Bánh hấp này được làm từ gạo giang đam, thật là thơm mềm vừa miệng. Trong nhà người dân bình thường, mỗi khi Tết hay sinh thần đều sẽ hấp một ít, lấy ý đẹp là ngày càng đi lên. Chỉ e nhỡ, nhỡ ta không đợi được ngày ấy về ăn. Không đâu, tỷ tỷ, Bắc Tiệp ca ca nhất định sẽ về. Đến lúc đó, huynh ấy nhìn thấy tỷ làm bánh hấp cho huynh ấy, huynh ấy nhất định sẽ rất vui. Ta sẽ đợi ngày ấy về.
Lúc nhỏ nhìn thấy cha mẹ ăn, ta thường nghĩ, không biết họ lúc không ở bên nhau sẽ nghĩ gì, nhớ gì. Giờ mới biết, giữa người yêu nhau, tình cảm gian nan nhất chính là chờ mong. Ta không lúc nào không nhớ đến ngày ấy, mong ngày ấy quay về, mong ngày ấy vừa đẩy cửa đi vào, mang theo gió, mang theo màu trăng, mang theo bụi đường. Ta không cần nói gì, chỉ cần nhẹ nhàng đóng cửa, muốn ngày ấy vĩnh viễn sẽ không rời đi, vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Cứ như thế bạc đầu đến già. Bạch tỷ tỷ, Tuyết Cúc, ta cũng chỉ có thể như người dân bình thường, lúc thê tử chờ chồng không được, chỉ có thể làm một bữa cơm cho ngày ấy. Ta còn có thể làm gì đây? Tỷ tỷ, Tuyết Cúc, bánh hấp hôm nay ta làm hơi nhiều, muội lấy chia cho những người bảo vệ ban đêm đi. Vâng. Vất vả rồi. Đây là bánh hấp sinh thần Dương Phi làm cho Dương gia. Người lấy cho các huynh đệ ăn đi. Tuyết Cúc cô nương, chúng ta thề sống bảo vệ Dương Phi. Dương gia và Dương Phi nhất định có thể đoàn viên. Ta tin Bắc Tiệp ca ca nhất định sẽ quay về. Bắc Tiệp ca ca, bệ hạ, trấn Bắc Dương sở Bắc Tiệp một lòng trung thành với bệ hạ, tuyệt đối không có lòng khác. Chuyện này liên quan đến tính mạng của trấn Bắc Dương Dương Phi, liên quan đến tính mạng của lương tướng trung lương đại thần ta. Bệ hạ, chuyện mưu phản chắc chắn là do kẻ tiểu nhân giở trò, xin bệ hạ minh xét, đừng để trung lượng bị quan. Bệ hạ, hồ lớn gọi nhỏ còn ra thể thống gì nữa. Ta biết ngươi là một viên đại tướng của trấn Bắc Dương Công Công, nhưng ngươi phải mở to mắt mà nhìn cho rõ, đây là nơi nào? Công Công, đây là hoàng cung, nào phải nơi người có thể làm ồn ào ở đây. Bệ hạ coi trọng thiên quy, sao có thể cho ngươi mạo phạm ở đây? Đừng nói trấn Bắc Dương trừng phạt đáng tội, mà ngay cả ngươi dù có quan to bằng trời, ngươi cũng không thể dở thói ngang ngược trong cung được. Bệ hạ, bệ hạ, người đâu? Sở Mặc Viên cầu xin bệ hạ. Chặn miệng hắn lại đi, đừng để hắn nói nữa. Bệ hạ, khẩu dụ của bệ hạ tuyệt đối không quan uổng trung lương, cũng không thể quan uổng nương nương. Người đâu giải hắn đi, chặn miệng hắn lại, đừng để hắn nói nữa. Ta muốn gặp bệ hạ. Ta muốn gặp bệ hạ. Ta nghe thuộc hạ nói muội mới sáng sớm đã ra ngoài rồi. Quá ra là đang hái hoa, thật có hứng thú. Dương gia nhà ta hôm nay sẽ về. Dương gia là người nho nhã, để đón gió tẩy trần cho ngài ấy, sao có thể để ly rượu không được. Thực ra muội chắc biết, ta vừa sáng thì có thể đưa muội đi. Xính Đình, sao có chút tiều tụy thế?
Ngài phu quân về đang đến gần, lúc nào cũng ở trong lòng ta, đương nhiên khó đi vào giấc ngủ. Được, nếu muội bằng lòng đợi tiếp thì ta đợi với muội, không quan tâm đây là canh giờ nào. Xin định tạ ơn thiếu gia. Xin định, cần gì phải giả vờ kiên cường như thế? Ta biết, không đợi đến cuối cùng, muội tuyệt đối sẽ không hết hy vọng. Thế ta đợi với muội, nhưng lần này ta muốn nói với muội, ta không muốn dùng lời nói để lừa muội đi, mà là thật sự muốn bảo vệ muội. Thế gian này không có sở bắt tiệp, ngoài ta ra thì không ai có thể bảo vệ được muội. Ta tự bảo vệ bản thân được. Có ngày ấy thì ngày ấy chính là trời của ta. Không có ngày ấy, ta cũng sẽ chống đỡ bầu trời, đợi ngày ấy quay về. Xin định, ta khuyên muội vẫn nên sớm về thu dọn đồ đạc. Vừa đến giờ ta sẽ đến đón muội. Bệ hạ, bệ hạ, Sở Mạc Nhiên xin gặp bệ hạ, xin bệ hạ. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, chuyện của quý phi đã ra rõ rồi. Trứng Bắc Dương đúng thật bị quan, theo lý quỷ tội được phóng thích. Bệ hạ thánh binh, nếu đã ra rõ thì không thể lấy an nguy của Trứng Bắc Dương và Dương phi mà không lo. Lệnh bài đầy, ngươi đưa đến chỗ thần mâu của Long Hổ Doanh, giao cho hắn, bảo hắn phóng thích Trứng Bắc Dương. Mạc Nhiên nhận lệnh. Bệ hạ thánh binh. Thiếu gia, uống cốc trà trước đi. Khởi bẩm phò mã, người tấn đến báo sở bắt tiệp đã bị trảm lập quyết rồi. Đôi giày thêu đầy là di vật của hắn. Được. Mùi ấy sao rồi? Cửa phòng đóng kín, Bạch cô nương không bước ra ngoài cửa nửa bước. Thời gian cũng đến rồi, muội ấy nên ra rồi.
Bạch tỷ tỷ, tỷ đang uống gì thế? Bột phụ tử. Tỷ tỷ, tỷ luôn thông minh, sao hôm nay lại hồ đồ như thế? Túy Cúc, lúc nãy em bé mới cử động rồi. Đây là con của ngài ấy, sao ta xuống tay được chứ? Dương Phi, đắc tội rồi. Các người muốn làm gì? Bạch cô nương, thời gian đến rồi, nên lên đường thôi. Còn không mở cửa nữa thì chúng ta chỉ có thể đắc tội thôi. Bạch tỷ tỷ, lát nữa tỷ ở trong phòng, đừng ra ngoài. Chúng ta sẽ bảo vệ tỷ bình an. Dương Phi xin yên tâm, các huynh đệ thề sống chết bảo vệ người bình an. Không được đi, địch đông ta ít, trên lệch thực lực, các người ai cũng không được đi đâu. Dương Phi, chúng ta đã quyết định rồi, thả ta ra. Thả ta ra. Dương Phi, thả ta ra. Ăn vào. Bạch tỷ tỷ, xin lỗi, thuốc này không có hại, chỉ là thì cho tỷ ở đây mấy canh giờ, không thể cử động, không thể nói chuyện thôi. Ta biết tỷ muốn nói gì, nhưng tỷ không thể chết. Trong bụng tỷ còn có con của Bắc Tiệp ca ca. Đúng, chúng ta đã hứa với Dương gia phải sống chết bảo vệ nương nương. Hôm nay cho dù thế nào, chúng ta cũng phải liều hết sức, vật lộn đến cùng, tuyệt đối không thể để Hà Hiệp mang Dương Phi và cốt dục của Dương gia đi. Túy Cúc ở đây nhờ mọi người. Giết! Binh phù ở đây, lập tức thả trứng Bắc Dương. Bệ hạ có chỉ, chúng tướng lập tức xuất phát, đi về biệt viện Đông Sơn cứu Dương Phi. Dân Dương gia, lệnh vua khó trái, xin Dương gia tha tội. Mạc Nhiên, xảy ra chuyện gì? Dương gia, Mạc Nhiên thất trách, Hà Hiệp đã bao vây biệt viện Đông Sơn rồi. Chúng tướng nghe lệnh, đi theo ta. Dừng. Mặt trời lên đỉnh rồi. Bắc Tiệp, ngươi cuối cùng cũng đến muộn một bước rồi. Thank you.
Bên ngoài đánh giết, không dọa mùi sợ chứ? Xính Đình à, mùi không cần buồn, vì họ không đáng. Đây chỉ là một giấc mộng. Giờ mùi tỉnh rồi, ta vẫn là thiếu gia của mùi. Còn mùi vẫn là Xính Đình của ta. Nào, ta không đi. Đây chính là nhà của ta. Ta không đi đâu hết. Ta đã cho hắn cơ hội rồi. Là hắn phụ muội. Sự chờ đợi này không có ý nghĩa gì cả, chỉ khiến muội rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn mà thôi. Mùi xem, đây là di vật của Sở Bắc Tiệp mà Tấn Dương phái người đưa tới. Bắc Tiệp, Dương gia, nếu trên đường về gặp được chỗ bán giày thì mang cho Xính Đình một đôi. Đôi giày này của Xính Đình mang có chút cọ chân rồi. Bác Tiệp, Bác Tiệp, ta không đi. Ta không nên tin huynh. Thiếu gia, Xính Đình tỷ tỷ. Xính Đình tỷ tỷ, ta cuối cùng cũng gặp được tỷ rồi. Tỷ tỷ, ta là Đông Trước. Tỷ không nhận ra ta sao? Xính Đình, muội ta Đông Trước. Ba người chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Tỷ tỷ, tỷ làm gì thế? Đây là thiếu gia. Người lạm sát người vô tội.
Ngươi không sợ gặp báo ứng sao? Xin Đình à, muội nên nghĩ cho kỹ lại. Những người này đều vì ai mà chết? Với lại, nếu chúng không chết, người chết có thể chính là muội. Ta làm như thế là đang bảo vệ muội. Đồng chứ, chăm sóc muội ấy cho tốt. Dân thiếu gia, đợi đã. Đợi chút. Đứng lại. Bạch Lam phò mã, ta biết ngài là người quen cũ của tỷ tỷ ta, nhưng tỷ tỷ ta sức khỏe yếu, luôn do ta chăm sóc tỷ ấy. Tỷ ấy không rời khỏi ta được. Ta đi với các người. Được, ngươi phải chăm sóc cho muội ấy thật tốt. Muội ấy nếu có bất trắc gì thì ngươi phải chôn cùng. Được. Bạch tỷ tỷ, Bạch tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại đi. Ta là Thúy Cúc đây. Thúy Cúc. Họ chết rồi. Họ đều chết rồi. Điều gì ta? Xuất phát. Không phải. Túy Cúc, Túy Cúc, tướng quân, toàn bộ tướng sĩ của biệt viện Đông Sơn không một ai còn sống, toàn bộ đều bị quân Bạch Lang giết chết rồi. Mạc tướng lúc nãy lần cả biệt viện không tìm thấy bóng dáng Dương Phi, Mạc Nhiên thất trách, không thể bảo vệ tốt cho Dương Phi và các quân đệ. Tội của Mạc Nhiên đáng chết vạn lần, xin Dương gia giáng tội. Là ta không bảo vệ họ tốt, là ta có lỗi với họ. Báo Dương gia. Chuyện gì? Bẩm báo Dương gia, lúc nãy chúng ta đang xử lý xác quân địch thì phát hiện người còn sống. Chúng ta đã thẩm vấn một tên thì biết được Hà Hiệp dẫn theo đại đội người ngựa từ chân núi phía nam hoành đoạn về Bạch Lam rồi. Ngoài ra, nói đi. Ngoài ra lúc nãy chúng ta đang lục tìm cái diện thì phát hiện cái này ở trong nhà bếp. Đây là cái gì? Hỏi y quán thì nói là cái gì, nói nhanh. Là thuốc an thai. Xin Đình cần an thai.
Nàng ấy có con của ta. Nàng ấy có con của ta. Sở Bắc Tiệp kính các vị anh linh ở trên trời. Sở Mộ lấy máu thề, các vị anh liệt hôm nay vì bảo vệ thê di ta mà chết, hôm khác Sở Mộ tất sẽ báo thù rửa hận hung thủ đã xuống tay với các vị. Người Bạch Lan giết tướng sĩ ta, đoạt thê tử ta, thù này không báo, Sở Bắc Tiệp ta không xứng làm nam dân đường đường chính chính. Các quý đệ nguyện đi theo ta, giơ cao đao kiếm của các người, để người Bạch Lan cả gan tùy tiện xâm phạm tướng sĩ Đại Tấn ta, sát hại tướng sĩ Đại Tấn ta, bắt cóc Trấn Bắc Dương phi của ta, nếm thử sự lợi hại của chúng ta, để chúng biết nam nhi Đại Tấn ta tuyệt đối không mềm yếu, không thể bị sỉ nhục, thề chết đi theo Trấn Bắc Dương để thảo phạt ác tặc, cứu Dương phi về, giết. Thần theo kế của bệ hạ đã thả Hà Hiệp và Bạch Xính Đình đi. Quả nhiên như bệ hạ dự liệu, đủ loại hành vi của Hà Hiệp đã kích động ý chí chiến đấu của Trấn Bắc Dương. Trấn Bắc Dương cũng không hoài nghi phía ta. Có liên quan tới chuyện này, kế này của bệ hạ đúng là không có chút sơ hở. Thần mâu ở đây chúc mừng bệ hạ lần nữa có được chiến thần Đại Tấn.